Thỉnh thoảng hai đứa chửi nhau vì chuyện con bé nào đó. Trời ơi, sao họ lại vô tư, không một chút gì bận tâm trước giờ đi vào cõi hiểm. Đánh giặc ở Bình Định, chương 4. Về thăm Gò Mã. Tôi đã học bài học về nhiệm vụ của trung đội trưởng trong đêm kích đầu tiên. Tôi phải chứng tỏ tôi là một trung đội trưởng, có nghĩa là tôi phải quyết định, tôi phải làm thay đổi cái thói quen của họ. Chẳng hạn, hay dùng cùng một con đường để di chuyển, hay nằm hoài ở một nơi quen thuộc như khu miếu cổ hay nhà dân. Có lẽ bản chất của loài người là thích thụ hưởng. Không ai thích gian khổ. Những người lính của tôi cũng vậy. Họ thích đi trên đường thênh thang khô ráo thay vì phải lội sình lội nước. Họ muốn đặt lưng trên nền xi măng hay dưới hiên nhà dân thay vì nằm trên gò, trên mối hay ngủ ngồi, ngủ đứng ngoài mưa gió. Tôi phải làm họ không còn ý nghĩ như vậy nữa, và muốn thế tôi phải làm gương. Đêm nay, chúng tôi lại xuống đồi, và chắc chắn là sẽ xuống đồi dài dài, bởi nhiệm vụ của đơn vị là bảo vệ Bộ Tư lệnh. Lần này, chúng tôi không còn làm ăn ở khu vực gần chợ huyện nữa. Trái lại, chúng tôi được lệnh làm ăn ở phía bên kia sông, sâu trong vùng Luật Chánh 2, nằm ở phía Tây Bắc cách Bộ Tư lệnh chừng 3 cây số. Lại thêm những thủ tục quen thuộc, súng đạn, dao găm, mền, phong xô, võng trận, dặn lính tráng mang thêm trái sáng. Lính nhìn lên bầu trời than: xin đừng buộc tội chúng tôi không có chí trai, không ý thức được vai trò thanh niên trong thời loạn, các ngài ạ. Trời tối mau, bóng tháp mờ nhạt, đông lên máy thử lại tần số. Những người lính quá nhỏ so với ba lô, rồi trời bắt đầu chuyển mưa. Những giọt mưa ân sủng sau những ngày hạn, những giọt mưa kêu vui cho những cuộc tình. Tháp chàm mờ xám vì mưa và vì trời mau tối. Không thấy cảnh lũ dơi đen rợp nóc tháp chàm thường lệ nữa, tự nhiên tâm hồn mình xúc động. Những giọt mưa mờ tháp cổ, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh sao. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Người nghệ sĩ đã bàng hoàng mê thiếp, và những lời nhạc cũng mê thiếp bàng hoàng. Phải, Quỳnh ơi, tôi thèm có một người tình để dài tay em xanh sao, để mưa bay nghiêng cho tháp tôi nhớ đầy bốn cửa. Nhưng tôi không được diễm phúc như vậy. Chúng tôi đi hàng dọc xuống đồi, rồi di chuyển ra bờ sông. Phải lội qua đó, mọi giá phải lội qua, rồi phải tìm một địa điểm. Tôi lại bắt đầu học bài học mới, bài học từ thực tế. Tháng 8, với những cơn mưa nặng hạt, tối trời tối đất, mưa đuổi theo chúng tôi, quất những sợi roi dâu vào mặt, vào chiếc bông xô nhà binh màu xanh rêu, làm che mờ cả tầm mắt. Đến bờ sông, lính tráng cởi quần áo, còn tôi thì xấu hổ để nguyên cả quần áo mà lội. Nước cạn, cả một trung đội đầu đội ba lô, tay nâng súng dài vượt sông. Con sông không rộng bao nhiêu, mưa làm mờ hàng tre bên kia bờ. Bên đó là nơi chúng tôi sẽ qua, sẽ ăn xương nằm đất. Nước mơn man da thịt, mưa cũng mơn man mặt mày. Tuổi trẻ ơi, tôi ngửa mặt lên trời, hứng lấy những giọt nước trời mát rượi. Đâu có gì mà lo âu. Hãy như những người lính bên cạnh, họ cởi áo, cởi quần dài. Thân thể của ông tướng thì đen như mun, láng bóng và chắc nịch. Một thằng nào đó la lên: em lạnh quá, em lạnh quá. Một đứa khác ước ao: phải chi giờ này mà ấp vỡ thì tuyệt. Khúc sông chiều bị khuấy động bởi có sự có mặt của đám lính như những niềm vui hiếm hoi. Vì không dám cởi quần áo và để nguyên giày mà lội, nên đêm đó tôi bị lạnh cống trong bộ áo quần và đôi tất dầm ướt. Đó là lỗi lầm thứ nhất. Tôi đã mang tất cả những gì tôi học từ quân trường ra áp dụng. Tôi bắt đầu ra lệnh những đứa con của tôi phải đi cách xa, không được dùng cục,
súng phải sẵn sàng mở khóa an toàn, không được vác lên vai. Tôi rầy mấy thằng lính đang cười giỡn, đám lính nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, nhưng họ vẫn tuân hành. Sự thật, họ đã đi trên tuyến đường này biết bao nhiêu lần. Quá quen thuộc với từng đám bụi, bờ cỏ, bờ kênh, tôi cũng muốn bảo người đến truyền tin đi cách xa tôi, sợ địch biết tôi là chỉ huy, nhưng tôi không dám. Tôi sợ lính biết được cái hèn của mình. Tôi lại ra lệnh lính tôi không được cởi giày mà ngủ. Và thay vì tìm một ngôi nhà ẩn khuất, giấu cả trung đội để trú mưa, tôi lại bắt buộc các đứa con nằm kích ở một gò mã giữa đồng trống. Bài học về phòng thủ đã dạy tôi và tôi đang dạy lại. Không, làm khổ đám con của tôi. Tôi đã nghe vài lời ta thán xa gần về những trung đội khác. Mỗi lần đi kích thì tìm nhà dân đóng quân. Tôi giả vờ điếc trước lời cằn nhằn. Khổ ơi là khổ. Họ có quyền nói, nhưng trong câu nói ẩn chứa một cái gì trách móc. Họ đâu có hiểu, nếu họ khổ một lần thì tôi phải khổ cả gấp trăm ngàn lần. Chỉ ông tướng là không nói. Ông là người đính nghề và chấp hành lệnh một cách tuyệt đối. Ông chia ca gác, sai người đặt mình Claymore, rồi trùm bông xô mà ngủ. Tôi đã bắt đầu hiểu thế nào là cái cam khổ của người lính trận, những gì mà tôi đã từng thiêu dệt như những lời ca tiếng hát ra rã suốt ngày, suốt đêm về người lính. Bây giờ tôi đã thấm thía một cách cay đắng, giữa cõi đồng không mà chỉ nghe tiếng mưa gió hòa cùng tiếng ỉn ương ếch nhái như cả một cung đàn buồn thảm. Tôi cứ ngồi trong bông xô, dựa lưng vào thành mã. Tôi thú thật với thằng ô đô của tôi. Tao không ngủ được. Thật sự tôi lo vô cùng. Bóng người lính canh trong bông xô mập mờ ở bìa nghĩa địa. Những người lính đang trùm bông xô nằm dài xung quanh trên những gò huyệt mới cũ. Đêm dài như chưa bao giờ dài như vậy. Trong cõi huyệt tối, tôi bỗng thèm một điếu thuốc. Tôi lấy bông xô trùm đầu, giấu mình sát vào bờ thành vôi để đốt. Rõ ràng lũ chuột đã bắt tôi không dám hít một hơi nhỏ để chống cái lạnh, cái rung, cả cái sợ, cái lo vô hình, vô ảnh như cơn bão rớt trong đêm này. Rồi một lúc nào đó, bỗng nhiên tôi chột dạ. Lại thêm một bài học để trả lời cho những ai áo bào thay chiếu hay tuổi trẻ hào kiệt vớ vẩn. Không phải chàng hào kiệt là không có bao tử, không ruột già, ruột non. Không phải có chàng hào kiệt nào lại không đi đại tiện hay tiểu tiện. Những cái mơ mộng đến chết người từ mấy ngày nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc đã làm người ta quên đi những điều rất cần thiết trong cuộc sống. Nếu mà bị chột bụng trong đêm kích thì quả là một đại nạn. Mùi phân uế làm lính tráng muốn khùng điên, nhất là trong đêm thanh vắng và vô cùng trong sạch, ngay cả mùi đất, mùi hương lúa, lúc mà đôi mắt trở thành bất lực và thính giác và khứu giác được sử dụng triệt để. Tôi đã cố gắng cầm cự cùng cơn đau bụng đột xuất. Tôi gọi tròn dậy hỏi nó, có mang dầu cù là hay nhị thiên đường không? Nó nói, em có mang, ông thầy. Thì ra nó đã có kinh nghiệm trước đây với những ông trung đội trưởng khác. Trời ơi, nó lo cho tôi còn hơn tình nhân. Thằng ô đô lại dục tôi ngủ. Tôi yên lặng không trả lời. Vâng, thì tôi cố ngủ đây. Ngủ để có sức ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Một trái sáng được bắn lên từ căn cứ Mỹ, rồi hai trái sáng, ba trái sáng. Cánh đồng mùa mưa nước bỗng trở nên vàng thắm. Thằng lính đã gọi đổi ca gác. Người ngủ trả lời trong tiếng ngáy. Ừ, tao nghe. Chung quanh tôi, ông tướng và những người lính khác vẫn ngủ. Một tiểu đội nằm cách chỗ tôi khoảng 100 thước, chắc cũng đang ngủ, chờ người lính canh. Họ quá bình thản. Có tiếng mớ của một thằng lính. Tại sao tôi lại không như họ hở? Nhắm mắt lại đi, ngủ một giấc đi. Mưa mặt mưa, lính ngủ gục mặt lính ngủ gục. Tiếng chó sủa cũng mặc tiếng chó sủa. Bộ quần áo dầm nước cũng mặc bộ quần áo dầm nước. Tiếng nổ đâu đó hay tiếng trực thăng trong không trung cũng mặc. Nhắm mắt lại. Ngủ đi con, mộng bình thường. Ru con có tiếng thùy dương. Tôi an ủi tôi, vỗ về tôi. Bóng đêm sũng nước, mưa dầm, mưa làm cặp kính của tôi mờ nhạt.
Mưa chảy giọt vào miệng, vào môi, mưa và hơi đất về sáng càng bốc lạnh thấu xương. Khoảng 1 giờ sáng thì những tràng súng nổ dữ dội từ phía tiểu đội của Trung sĩ Lợi, tiểu đội tiền đồn. Tôi bật dậy, chụp vội khẩu súng, tim đập mạnh. Hình như tay tôi đang run, không biết vì sợ hay vì quá căng thẳng thần kinh. Ông tướng đã gặp tôi, ông nói, chắc thằng Lợi đụng rồi. Tôi nghĩ là không sao đâu, tôi không nghe đạn AK. Rõ ràng, người lính già này đã quá từng trải, không từng trải sao được khi cấp bậc đầu tiên của ông là lính trơn và bây giờ là trung sĩ nhất, binh nhất, binh nhì, hạ sĩ nhất, trung sĩ rồi trung sĩ nhất. Bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu giông bão, bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày nhọc nhằn phải trả mới có được cấp bậc trung sĩ nhất như vậy. Đính tráng gọi ông là ông tướng biệt kích giải phóng, bởi có lần toán ông đột kích mật khu bị một người lính canh Bắc quân phát hiện. Hắn hỏi, ai đó? Ông hoảng hồn trả lời, biệt kích giải phóng. Trời ơi, Việt Cộng làm gì có biệt kích? Tôi cần phải cảm ơn ông cũng như những người lính thầm lặng mà thân thể đã dày cộm khói lửa của chiến trường. Chỉ một câu nói của ông cũng đủ làm tôi an tâm. Và thật vậy, chỉ chừng mấy phút sau là 3 phát súng nổ cách nhau cho tôi biết đám con tiểu đội 2 trở về. Trong đêm tối, họ chờ đợi tôi. Đông thì bận báo cáo về bộ chỉ huy, chắc ở nhà vui lắm. Yếu khu ra lệnh phải tìm cho được súng. Cuộc chiến này chỉ có súng là trên hết. Nó là bằng chứng của chiến công. Nó dùng được đánh giá trong những kỳ thăng thưởng hay huy chương. Không biết sau đó những khẩu súng này đi đâu, trong khi chúng tôi thì vẫn tiếp tục mang những khẩu ga răng bắn từng phát một, nặng nề, thô kệch. Đông nói bên tôi, thiếu úy đừng lo, bọn nó đã lục soát rồi. May ra gặp được một kinh tài Việt Cộng. Có lần thằng Y Đao lấy cả bọc tiền mấy chục ngàn, tiền cho không mà thiếu úy. Lần đầu tiên tôi mới được cầm trong tay cây súng lạ. Đêm còn lại chúng tôi phải di chuyển đến một địa điểm khác. Trung sĩ Lợi không quên gài trái lựu đạn trước khi rút. Họ đã lợi dụng xác chết thêm một lần thứ hai để giữ đồng chí của kẻ xấu số. Sau này Đông cho tôi biết tôi không chấp nhận hành động như vậy, có cái gì vô nhân đạo. Nhưng biết phải làm sao, tôi có đọc được một câu thơ mà tôi quên tác giả. Tôi là một trung đội trưởng mù, chỉ huy một trung đội điếc. Không, tôi không thể mù được, dù đôi mắt tôi khi không có kính thì như mù. Tôi đang chỉ huy một trung đội điếc thật, bởi vì họ gan dạ, can đảm, không sợ tiếng súng, nhưng không thể đánh giặc bằng những phương pháp man rợ như mổ mật, moi gan, xẻo vành tai hay cài lựu đạn trên xác người. Đôi khi thú tính rất cần để giải quyết chiến trường, muốn thắng là phải sư tử, hùm cọp, càng hung dữ tàn bạo bao nhiêu thì kẻ địch càng khiếp vía bấy nhiêu. Không thể ra trận mà kêu gọi kẻ thù phải ăn ở đạo đức, phải sống theo lương tâm. Nhưng khi tan trận thì phải kiềm chế thú tính, hãy trả lại sự an ổn cho những người xấu số bất hạnh. Cái xác dù có banh thay tơi tả thêm một lần nữa cũng không có ý nghĩa gì hết. Nhưng bên cạnh là lương tâm, con người không thể là một con thú đói, mất linh hồn, mất lương tri. Khi tiếng gà đã nghe từ xóm trong, thì cả bọn như một phản xạ cùng trở dậy. Miền Claymore lại được thu hồi, những chiếc áo mưa đã xếp, những điếu thuốc thèm khát được đốt lên, những tiếng xôn xao, chửi thề, đùa chọc tiếp tục. Binh Hà kể lại oang oang. Trước tiên tao nghe tiếng lội, sau đó tao thấy bóng 3 đứa, chúng lội đi như chợ. Tao gọi ông Lợi dậy, bắn gần như vậy mà để một đứa chạy thoát. Tiếc ơi là tiếc,